Dạ vâng, Cao Phong xin chào các bác và anh em nhé. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại giới thiệu đến các bác và anh em. Em vừa mới về được một số cặp loa bãi xịn B3, model là B3X8i. Hàng đẹp nuốt nuột luôn các bác nhìn này, rất là đẹp. Đây là đời cao. Các bác lưu ý mà các bác nào đã dành về loa B3X8i rồi, thì các bác lưu ý là riêng cái model B3X8i là các bác không bao giờ sợ loa nhầm vào hàng nhái, hàng mới, loại 1, loại 2 nào cả. Mà B3X8i cái model này ấy, thì nó chỉ có duy nhất là hàng bãi, nhưng quan trọng là bãi đẹp hay là nó xấu thôi đấy. Nên lưu ý các bác, nên là các bác không bao giờ phải hỏi là hàng này là hàng bãi xịn hay là không xịn, tức là hàng B3X8i thì nó đều là hàng bãi xịn cả. Nhưng mà các bác mua vào những đôi loa nó đẹp như này thì nó xứng đáng và nó có giá trị hơn là những đôi loa mà đời sâu, tức là cái đời bãi xịn nhưng nó đời thấp, đời sâu thì nó cũ hơn. Nhưng những cái đôi này nó rất là đẹp các bác nhé. Đấy, các bác nhìn thấy thùng vách của nó này, đẹp cực kỳ luôn, rất là đẹp. Và lưu ý với các bác là cái căng của dòng loa B3X8i ấy, thì là nguyên bản của nó là không có cái logo B3 ở đằng trước như này, ở đằng trước đâu nhé các bác nhé. Nhưng mà bác nào mà quan tâm mà muốn có cái chữ B3 phía đằng trước này ấy, thì chúng em sẽ có những cái tem rời là chúng em gắn vào để cho nó đẹp hơn. Đấy, còn nguyên bản của nó là nó không có chữ B3. Nên là các bác nào mà quan tâm, các bác đã nắm rõ đấy, cam kết với các bác là nguyên bản của nhà sản xuất là những đôi này nó chỉ có cái căng này như này. Đấy, còn muốn có cái logo B3 thì là chúng em sẽ gắn thêm cho các bác những tem vào là nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Đấy, còn quan trọng thì các bác nhìn thấy thùng vách của nó rất là đẹp này. Đấy, thùng vách rất là đẹp, bãi xịn luôn, và đời này nó đời rất là cao. Đây em quay gần cho các bác này, những chiếc em tháo căng ra này, các bác nhìn nhé, những cái gân của nó này, gân vải lụa tầm dầu. Đấy, bát này là bát 20 và một chung. Đấy, gân còn rất là mới, rất là dầu, rất là dính, nên các bác dùng cái này hàng bao nhiêu năm nữa các bác không bao giờ phải lo là hỏng gân, bởi vì cái gân vải lụa này nó rất là bền, và trong khi đó cái keo dầu này nó còn cực kỳ là mới, rất là dính, vẫn rất là dính. Đây là những chiếc em tháo căng, tháo bát ra này, các bác nhìn nhé, cái đời này là đời cao nhá, gần như là rất là mới. Đấy, đây, các bác nhìn cái từ của nó rất là đẹp, bao xịn luôn, bao xịn, bãi xịn luôn các bác, 100%. Đấy, khi các bác sử dụng những cái đôi nó xịn này thì các bác nhìn nhé, các bác nhận biết là cái đôi nào nó còn đẹp này. Đấy, cái keo này, cái keo này các bác nhìn nhé, những cái đôi đôi mà nó còn đẹp ấy thì cái keo này nó hồng, các bác dở ra là keo nó hồng, còn cũng vẫn là hàng xịn, nhưng mà những cái đôi mà nó cũ, tức là cái đời nó sâu, đời nó thấp ngày xưa ấy, thì là các bác dở ra cái keo này là nó sẽ không còn hồng như này đâu. Đấy, và cái nhện của những cái đôi cũ ấy, thì cái nhện của nó sẽ tối đi, nó sẽ tối đi, tức là nó sạm theo cái màu cánh gián ấy. Còn những đôi này gần như là các bác nhìn này, sử dụng chưa đáng kể nhưng cái nhện nó còn rất là mới này. Đấy, còn hàng này thì các bác yên tâm là không bao giờ các bác phải mua phải hàng hàng mới như là loa 330. Tức là những cái đôi loa bát 30, 40 ấy, thì nó có hàng Trung Quốc sản xuất loại 1, loại 2 ấy. Nhưng mà riêng cái X8i này là nó không có. X8i là 100% trên thị trường là hàng bãi xịn hết. Nhưng mà nó chỉ có những đời thấp, đời cao như này. Đấy, những đôi này là đời cao, số lô này. Đấy, số lô này. Gông xương đúc này. Đấy, và màng của nó rất là đẹp, gân vải lụa tầm dầu này. Cái gân này thì các bác cứ chơi 10, 15 năm nữa các bác không bao giờ phải suy nghĩ về cái gân này. Đấy, bát cực kỳ đẹp. Đấy, thùng vách đẹp, bát mới đẹp. Các bác nhìn rất là đẹp. Đó, em quay kỹ cho các bác ngắm nhìn cái bát của nó. Giá trị chưa? Rất là giá trị luôn. Đấy, còn các bác mua những đôi mà nó đời cũ ấy thì cái bát này nó rất là xấu, nó tái, cái keo của nó không còn hồng đâu. Đấy, các bác chung này cũng rất là đẹp này. Đó, gân vải lụa tầm dầu và cái từ của nó rất là to. Đây là cái phân tần nhá, cái phân tần của nó rất là lớn, bông tiêu màu lông chuột này. Đấy, và cái phân tần của nó này, những con trở sứ to chưa các bác nhỉ? Nhiều cái đôi loa bát 30, 40 của những hãng khác chưa chắc có cái phân tần to đẹp như này, những cuộn cản cho loa bát và cho loa chung này. Đấy, hàng bãi xịn B3 nhá, bao xịn cho các bác luôn. Đấy, thùng vách đẹp, bát đẹp, keo hồng lư luôn. Rất là đẹp, đời cao. B3X8i tăng cường giải lời cho dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke. Tiếng rất là sáng, hay. Tiếng chung bay và rất là sáng. Đấy, các bác nhìn em quay xa để các bác nhìn nhé. Thùng vách của nó đẹp, xuất sắc luôn. Đấy, lưu ý với các bác là cái phía đằng căng đằng trước này, các bác nào mà muốn có logo B3 là chúng em sẽ có tem rời logo. Em dán vào cho các bác. Còn nguyên bản của nhà sản xuất về là nó đẹp như này và nó không có tem, mà cái chữ B3 đằng trước, còn đằng sau thì chắc chắn là nó phải có đâu. Đây các bác nhìn này, đây đằng sau nhé. Đây, thùng vách đẹp chưa, quay thùng vách này. Đây đằng sau này, X8i này. Đấy, nguyên bản nhé các bác nhé,
Đấy, nguyên bản này. Công suất là 80W này. Độ nhạy là 94 dB này. Trở kháng là 8 ohm và trọng lượng là 7 kg một quả này nhá. Đấy, hàng vãi xịn, bao xịn tuyệt đối luôn nha các bác. X8i tem mã vạch, tem QC pass đầy đủ hết. Rất là đẹp. Rất là đẹp. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu. Đấy, xin mời các bác liên hệ điện tử Cao Phong để sở hữu cho mình những đôi loa B3X8i đẹp như này. Cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi. Đấy, các bác liên hệ với em số 0772260096 hoặc là số Zalo là 0368724218. Em sẽ gửi hình ảnh cho các bác những đôi loa đẹp như này. Cảm ơn các bác và anh em.